Xin chào bạn, hiện tại thì mình đang có mặt tại gian trưng bày chiếc VinFast VF5 Plus tại Landmark 81 các bạn ạ. Một chiếc xe mà VinFast họ chia sẻ rằng họ muốn hướng tới những người đầu tiên, lần đầu tiên mua ô tô. Vậy thì với một chiếc xe mà họ hướng tới nhóm khách hàng này á, thì nó có những cái gì? Và mong ước của mình ở trên chiếc VinFast VF5 Plus này là gì? Thì mình sẽ chỉ rõ cho anh em. Và nếu anh em nào mà đang có ý định mua smartphone với mức giá cực kỳ là hấp dẫn, đặc biệt là dòng iPhone 14 series, thì đừng quên ghé qua hệ thống Di Động Việt. Di Động Việt đang phân phối rất là nhiều dòng smartphone chính hãng đến từ Apple, hàng mới cũng có, hàng đã qua sử dụng cũng có, với mức giá cực kỳ là hấp dẫn dành cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn một tí xíu về cái thông số kỹ thuật này. Thì đây là một cái bảng thông số kỹ thuật, nó cũng chưa hẳn là đầy đủ lắm đâu các bạn ạ. Ví dụ như các bạn sẽ không thể thấy được là cái trọng lượng của cái xe này là bao nhiêu, đúng không? Bởi vì họ không ghi. Nhưng mà mình có hỏi được á, thì cái trọng lượng của cái xe này nó sẽ khoảng tầm là 1.360 kg các bạn ạ. Nó sẽ nhẹ hơn khoảng tầm 130 kg so với là chiếc VF E34 ha. Và cái chiều dài của nó thì cũng đã gần 4m rồi, 3.965mm này. Đó, một cái chiếc xe mà khi mà chúng ta nhìn vào cái tổng thể thiết kế thì các bạn thấy rằng là nó là một chiếc xe mà đúng kiểu của VinFast họ nói, nó hướng tới nhóm khách hàng đi trong phố nữa. Đấy, bên cạnh cái việc là lần đầu tiên mua xe ô tô thì nhóm khách hàng mà đi trong phố thì đây là một chiếc xe nó sẽ rất là nhỏ gọn ha. Xíu nữa thì mình sẽ nói về những cái gói dịch vụ thông minh và những cái tính năng ADAS này, thứ mà mình sẽ muốn nói kỹ hơn trong cái video này. Khi mà các bạn đến với cái gian hàng này á, thì có một cái điều mà các bạn cần phải lưu ý nha. Đây, các bạn hãy nhìn thử vào cái này này. Nếu mà các bạn nhìn thử vào đây thì có thể thấy rằng là hình như nó sẽ có cam 360, nhưng mình có hỏi sơ qua thì không các bạn ạ. Nó sẽ không được trang bị cam 360 đâu. Hay là về cái phần la răng, các bạn thấy rằng là la răng này đâu đó khoảng 18 inch đúng không? Nhưng mà cái phiên bản đến với chúng ta thì nó chỉ là 17 inch mà thôi. Đó là một cái điều các bạn cần thực sự đáng lưu ý nha. Rồi, tiếp theo, các bạn hãy đến với cái phần đèn xe đi. Các bạn thấy rằng là cái phần đèn xe thì nó sẽ là đèn LED, nhưng mà mình nghe mấy anh bên VinFast bảo rằng là phiên bản đến với tay khách hàng á, thì nó chỉ là đèn halogen mà thôi. Đó, nó sẽ có những cái sự thay đổi so với là cái phiên bản thương mại, cho nên là các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý về cái vấn đề này nha. Chứ không là các bạn đến các bạn xem một cái xe trưng bày nó có những cái này này nè, rồi cuối cùng các bạn nhận được một xe không có thì không phải. Là thực ra cái thông số họ cũng đã có ghi một phần nào đó rồi. Về cái thiết kế của xe này liệu nó có đẹp hay không thì cái này nó sẽ tùy từng người các bạn ơi. Đối với cá nhân mình thì đây là một chiếc xe nó gọn và nó cũng khá là bự ấy. Và cái trọng lượng của nó thì mình nghĩ rằng là nó sẽ đi rất là đầm. Nó gần 1,4 tấn lận rồi các bạn. Một con số cũng rất là khủng khiếp đúng không? Khi mà chúng ta nhìn ngang như thế này thì mình thấy rằng đây là cái góc nhìn rất là đẹp. Nếu mà mình đã từng nhìn ở trên cái chiếc E34 rồi á, mình đi E34 rồi, mình đã nhìn ngang cái E34 rồi, nhưng mà mình vẫn không thích bằng cái việc là mình nhìn ngang cái chiếc VF5 Plus này. Nhìn cái ngang cái VF5 Plus này nó đẹp hơn so với E34. Tất nhiên nó chỉ là góc nhìn cá nhân của mình thôi ha. Nó ở phía sau thì trên cái phiên bản trưng bày thì nó sẽ không thấy cái vị trí của camera sau các bạn ạ, nhưng mà nó sẽ được trang bị camera sau nha. Cho nên là nó sẽ có một vài những cái điểm khác biệt nho nhỏ so với là cái bản bên ngoài, bản mà ra đến tay khách hàng ha. Hiện tại thì chúng ta cũng không thể coi được ở bên trong đâu. Cái điểm mà mình muốn chia sẻ cho bạn ngày hôm nay á, đó chính là về cái vấn đề liên quan tới phần mềm. Mình nghĩ rằng là VinFast không nhất thiết phải trang bị quá nhiều những tính năng thông minh dành cho chiếc xe này đâu các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì khi họ đã hướng tới một cái nhóm khách hàng là lần đầu tiên mua ô tô, thì các bạn cũng biết rằng là khi mà chúng ta lần đầu tiên sở hữu một cái gì đó, chúng ta sẽ rất là bỡ ngỡ. Và khi mà bị được tích hợp quá nhiều tính năng á, đâm ra nó lại không phải là một cái điều hay đâu các bạn, mà nó sẽ ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của người dùng đấy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nó có quá nhiều tính năng và mức giá nó quá rẻ thì các bạn cũng hiểu rồi đúng không? Nó có thể bị lỗi. Đấy, đâm ra là mình hy vọng rằng là một số những cái tính năng mà khi mà mình đọc vào đây này, ví dụ như điều khiển xe thông minh, điều khiển chức năng xe qua màn hình, hay là trợ lý ảo, cắt luôn cái trợ lý ảo cũng được. Mình không nghĩ là cái điều này cần thiết đâu các bạn ạ. Hoặc là một vài những cái tính năng khác, ví dụ như là cảnh báo giao thông để mở cửa này, cái này ok này. Đó, mấy cái này thì mình thấy rằng là tạm ổn. Còn một số những cái tính năng khác, ví dụ như hỏi đáp trợ lý ảo này nọ thì không, cắt luôn thì các bạn.
thực sự là nó, mình thấy nó không cần thiết đâu. Họ chỉ cần là trang bị nếu được thôi, cái này là mình kỳ vọng thôi nha. Nếu được họ hãy trang bị cho nó có cam 360, họ trang bị cảm biến trước, cảm biến sau là ok rồi, nó sẽ trở thành một chiếc xe rất là thực dụng. Bởi vì giống như kiểu là ở trên chiếc Evo 200 á, khi mà mình trải nghiệm chiếc Evo 200 và trải nghiệm chiếc Ventus á, thì có một cái vấn đề ở đây là gì? Cái chiếc Ventus nếu mà những người nào lần đầu tiên sử dụng á thì sẽ cực kỳ bối rối, bởi vì nó rất là khó chịu, bởi vì nó hay có vấn đề liên quan tới phần mềm, nó hay bị lỗi phần mềm. Còn với chiếc Evo 200, một chiếc xe mà nó đúng tính chất thực dụng luôn, rất là nhiều những thứ cơ học, thì nó lại ít lỗi hơn. Và mình đang mong muốn rằng là cái chiếc chiếc VF5 Plus này nó cũng giống như kiểu là chiếc Evo 200 mà mình đang sử dụng các bạn. Hãy thực dụng nhất có thể. Mình mong muốn là như vậy, và mình mong muốn rằng là VinFast những thứ không cần thiết hãy cắt bớt đi. Đó, hãy biến nó thành một chiếc xe thực dụng, ít tính năng bơ thôi. Nó chỉ cần là có những cái tính năng mà có camera, có cảm biến để có thể là hỗ trợ chúng ta khi mà đỗ xe là được rồi. Không có nhất thiết là phải cần quá nhiều tính năng. Thậm chí là khi mà mình cầm một chiếc xe mệt cũng vậy thôi, mình cũng đâu có thể xài hết được tính năng của nó đâu các bạn. Cho nên là mình nghĩ rằng là với một chiếc xe rẻ như thế này thì nó cũng sẽ là một cái điểm hay nhá. À, có một cái điểm nữa là các bạn cũng cần lưu ý là nếu mà các bạn mua đứt pin thì các bạn phải hỏi xem VinFast là chi phí để thay thế pin là bao nhiêu. Liệu có phải là khoảng tầm 80 triệu giống như kiểu là cái việc mà sự chênh lệch giữa thuê pin và mua pin hay không nha. Chứ không mua về rồi sau chi phí thay thế pin lên tới trăm mấy á, thì nó rất là mệt đấy. Mình không nhớ là pin của con E34 nó là bao nhiêu, nhưng mà mình thấy là dung lượng pin nó không chênh nhau nhiều đâu. Khi mà các bạn đi trong phố thì mình nghĩ rằng là quãng đường khoảng tầm 300 km, các bạn hãy chia 50% ra, nó sẽ khoảng tầm là 150 km. Thì cứ mỗi ngày các bạn đi về, rồi nếu mà như kiểu là mình chẳng hạn đây đúng không, thì mỗi ngày mình sẽ phải di chuyển đó 80 km. Thì nếu ở nhà mình có trạm sạc thì cứ mỗi ngày mình đi về rồi mình cắm sạc là ok rồi. Thế nên là mình nghĩ rằng là quãng đường 300 km công bố và các bạn đi trong phố, các bạn cứ chia đôi nó ra khoảng 150 là ok rồi ha. Tất nhiên nó còn tùy thuộc vào cái cách sử dụng xe của mỗi người nữa. Và một điều mà mình cực kỳ mong chờ ở trên chiếc VinFast VF5 Plus nó nằm ở việc là hãng có thể thay đổi một cái loại ắc quy mới các bạn ạ. Bởi vì ở trên chiếc VF E34 hay là trên chiếc VF8, mọi cái sự rắc rối nó đều đến từ cái bình ắc quy của Đồng Nai. Cho nên mình hy vọng rằng là ở trên cái phiên bản mà dành cho những người đầu tiên mua ô tô á, thì họ có thể là sử dụng một cái bình ắc quy khác, nó bớt lỗi hơn so với là cái bình ắc quy mà hiện tại đang sử dụng trên một số những cái mẫu xe điện của VinFast. Và đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ cho các bạn về chiếc VinFast VF5 Plus. Các bạn có thể là đến Landmark 81 nha, các bạn đừng có vào trong bên trong nha các bạn, mà các bạn hãy ra bên cái khu công viên bên ngoài á, thì sẽ thấy được cái nơi để trải nghiệm chiếc VinFast VF5 Plus, cũng như là có thể là lái thử cái chiếc VinFast VF8. Còn các bạn suy nghĩ gì về chiếc xe này thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video hôm nay. Còn bây giờ thì